nhận định soi kèo Hà Lan với Georgia ngày 6 tháng 6 năm 2021. 23 giờ tối ngày 6 tháng 6, Hà Lan sẽ tiếp đón Georgia trong trận đấu thuộc khuôn khổ loạt trận giao hữu quốc tế trên sân nhà Zegers VSTE. Hà Lan với đội hình gồm nhiều cầu thủ chất lượng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Chạm trán một Georgia là cơ hội tốt để các học trò huấn luyện viên Frank Zeboer đánh giá sức mạnh của các cầu thủ hiện tại nhằm có bước chạy đà hoàn hảo cho vòng chung kết Euro 2021 sắp tới. Hà Lan đang đặt mục tiêu tiến sâu tại vòng chung kết Euro 2021 sắp tới. Do đó, họ sẽ tập trung vào các trận đấu giao hữu để lựa chọn nhân sự tốt nhất cho các trận đấu quan trọng tại Euro 2021. Đội bóng xứ sở Hoa Tulip đã bất bại 8 trên 10 trận sân nhà gần nhất tính trên mọi đấu trường. Với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm, đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu trong đội hình Jeffrey, Zeline, Zezong, Dipay, Nurinaldum hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước đối thủ Georgia ở màn so tài tới đây. Phía bên kia chiến tuyến, Georgia đang thi đấu vô cùng bết bát. Cụ thể, họ chỉ biết đến hòa và thua ở 4 trên 5 trận sân khách gần đây. Tính trên mọi đấu trường, làm khách trước một tuyển Hà Lan với lực lượng vượt trội hơn sẽ là một thử thách thực sự với các cầu thủ Georgia. Trong quá khứ, hai đội chưa từng gặp nhau ở một trận đấu chính thức. Tuy nhiên, với phong độ nhỉnh hơn cùng với lợi thế sân nhà, Hà Lan sẽ là đội giành trọn 3 điểm. Hàng công của Hà Lan có hiệu suất ghi bàn rất cao, trung bình 1.8 bàn trên trận trong 10 trận đã qua trên sân nhà. Trong khi, hàng công của Georgia tỏ ra lép vế hơn, khi ở 10 trận sân khách họ ghi trung bình 1.3 bàn trận. Hàng công tuyển Hà Lan còn sở hữu rất nhiều cây làm bàn. Memphis Depay, Zezong sẽ là rất khó khăn nếu Georgia muốn giữ sạch mảnh lưới ở trận này. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với tốc độ nhanh với thế trận một chiều. Hà Lan với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội hơn, chắc chắn Hà Lan sẽ chơi tấn công và áp đặt thế trận, trong khi Georgia rất có thể sẽ chơi phòng ngự phản công chờ sơ hở từ đối phương. Trận đấu được dự đoán sẽ kết thúc với niềm vui chiến thắng dành cho tuyển Hà Lan.